Tiểu sử anh Tú, nam diễn viên điển trai cưới Diệu Nhi sau 7 năm yêu đương. Mối tình chị em với Diệu Nhi. Anh Tú là một trong những gương mặt trẻ tài năng của showbiz Việt. Nhờ sở hữu gương mặt sáng được qua đào tạo bài bản, anh Tú hiện là một diễn viên đầy triển vọng. Bên cạnh sự việc chuyện tình đáng yêu của anh với diễn viên hài Diệu Nhi cũng được đông đảo công chúng quan tâm. Sau 7 năm yêu nhau, cặp đôi mới đây đã chính thức thông báo về chung một nhà. Nổi trội với ngoại hình hot boy cùng với cuộc tình đáng yêu với Diệu Nhi, anh Tú luôn được đông đảo fans quan tâm. Anh Tú The Voice tên thật là Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1992, thuộc cung Song Tử, quê quán Thái Bình, bước ra từ cuộc thi The Voice 2017. Anh Tú gây ấn tượng mạnh với khán giả yêu âm nhạc, không chỉ bởi gu thời trang cá tính, ngoại hình thu hút mà còn bởi giọng hát truyền cảm của anh. Anh Tú sinh ra ở Hà Nội, sau đó theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. Dù anh không được sự ủng hộ của gia đình nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật. Với vẻ ngoài hiền lành, ấm áp nhưng theo chia sẻ của đồng nghiệp thì anh Tú khá trầm tính. Giữa chốn thị phi, anh Tú chọn cho mình một con đường riêng để phát triển sự nghiệp. Không dựa vào vẻ soái ca bề ngoài, cũng không muốn dựa hơi bạn gái, mà anh luôn cố gắng để trở thành một diễn viên, ca sĩ thực tài. Nhưng có lẽ thị phi showbiz vốn không chừa ai. Vào năm 2018, một số hình ảnh nhạy cảm của anh Tú đã được tung lên mạng xã hội tràn lan. Tuy nhiên, anh đã phủ nhận và chứng minh chỉ là ảnh cắt ghép. Cho đến nay, sự việc một lần nữa lại dấy lên. Người tung tin còn đe dọa có clip. Phía đại diện của diễn viên và cả anh Tú đã lên tiếng rằng sự việc đã rất lâu, hy vọng mọi chuyện dừng lại ở đây. Khi bị nghi ngờ đánh bóng tên tuổi, anh Tú thẳng thắn chia sẻ rằng không dại để làm như thế. Anh chỉ muốn đính chính để sự việc không lặp đi lặp lại gây mất hình ảnh cá nhân với cộng đồng và không muốn ai lợi dụng mình để làm điều xấu. Anh Tú từng chia sẻ, bán mình cho thị phi thì không còn là nghệ sĩ nữa. Muốn được người khác tôn trọng thì phải tôn trọng chính mình. Như thế khán giả cũng phần nào hiểu được quan điểm trong nghề nghiệp của anh. Và hiện tại sự việc đã đi quá đà, fan vô cùng bức xúc khi hình ảnh, thông tin và clip được phát tán trên mạng. Mặc dù lên tiếng trước truyền thông khi hình ảnh được đăng lên, nhưng diễn viên vẫn không ngăn chặn được kẻ xấu tung clip. Những trường hợp như thế cần phải được làm sáng tỏ để tránh làm ảnh hưởng danh dự của người bị hại. Với nét đẹp thanh lịch và ngoại hình lý tưởng, lại được sinh ra trong gia đình tử tế, học giỏi, anh Tú là chuẩn hot boy được bao cô gái yêu mến. Là chàng trai gốc Bắc, anh cùng gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, học tập vào năm 2013. Trong thời gian học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, anh Tú tham gia diễn kịch, đóng nhiều phim để trau dồi kinh nghiệm. Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia Hà Nội, Em Yêu Anh thì Tú mới bắt đầu được khán giả biết đến. Qua lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu cùng vẻ trai khó cưỡng thì anh Tú nhận được phản hồi tích cực và bắt đầu có nhiều fan. Người hâm mộ còn vô tình phát hiện ra điểm giống nhau của Bùi Anh Tú với diễn viên Cổ Cự Cơ trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, nên từ đó anh có biệt danh Cổ Cự Cơ của Việt Nam. Hà Nội, Em Yêu Anh như một bước đệm cho anh Tú đi vào con đường diễn xuất và bước vào trái tim của người hâm mộ. Thay vì lấy đó làm bàn đạp, anh lại lựa chọn quay lại tập trung vào học tập, tập kịch và thỉnh thoảng tham gia phim của bạn bè. Sau khi tốt nghiệp năm 2015, anh Tú quay trở lại màn ảnh với phim ngôn tình lãng mạn 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu. Dù phim gặp phải nhiều nhận xét trái chiều từ kịch bản đến diễn viên nhưng vẫn đạt được doanh thu khá cao. Trong dàn diễn viên trẻ đẹp gồm có Quỳnh, Mizu, Tuấn, Harry Lu và Thành, anh Tú, chỉ có anh Tú là được đào tạo bài bản. Chính vì thế anh đã thể hiện xuất sắc nhiều cảm xúc khác nhau của nhân vật. Anh Tú chuẩn đẹp trai nhưng còn khá lận đận trên cả con đường diễn xuất và ca hát. Theo chia sẻ của Diệu Nhi thì anh Tú định hướng nghề nghiệp lâu dài, phát triển vững chắc nên rất khó tính trong việc chọn tác phẩm, chương trình phù hợp.
Có phải chàng diễn viên Cổ Cự Cơ đang chọn bước đi chậm mà chắc? Dù chưa thành một cái tên hot, nhưng 2 năm gần đây, anh Tú không ngừng nỗ lực và góp mặt trong nhiều bộ phim. Gia Đình Là Số 1, series Thập Tam Muội, Cua Lại Vợ Bầu. Tuy ít xuất hiện, nhưng anh Tú luôn thể hiện phong cách diễn xuất đa dạng, từ chàng trai Kim Long trong Gia Đình Là Số 1, mặt dày siêu bựa, đến giang hồ ngổ ngáo thứ thiệt trong Thập Tam Muội. Đặc biệt là quay lại hình tượng soái ca Quý Khánh, Cua Lại Vợ Bầu, đã hoàn toàn chinh phục được khán giả. Nếu Thành là chàng học sinh hot boy với tình yêu trong sáng, thì Quý Khánh là chuẩn soái ca thành đạt, trưởng thành và lạnh lùng. Không chỉ là một diễn viên, anh Tú còn là một ca sĩ có chất giọng đặc biệt ấm áp. Gần đây, anh Tú gây sốc khi tung bản cover Anh Ơi Ở Lại được lòng khán giả nhất và chính thức trở thành đối thủ nặng cân của Chipu. Ngoài bản cover đình đám Nếu Không Là Mãi Mãi cũng được bạn bè, các bạn trẻ nồng nhiệt đón nhận. Là một gương mặt trẻ đa tài qua đào tạo bài bản cùng gương mặt sáng, anh Tú là một diễn viên đầy triển vọng trong showbiz. Tuy nhiên, để thành công ngoài tài năng thì cũng cần có may mắn. Diệu Nhi và anh Tú là một cặp đôi chênh nhau 2 tuổi nhưng vô cùng đáng yêu, có chút lầy lội, luôn được người hâm mộ ủng hộ, quan tâm. Tuy nhiên, hơn 3 năm yêu nhau, ban đầu cả hai giấu giếm tình cảm trước công chúng, sau đó công khai hẹn hò và nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Nhưng thời gian sau thì mọi người ít thấy họ quấn quýt với nhau như xưa. Cặp đôi không lợi dụng chuyện này để PR tên tuổi mà quyết định yêu kín đáo hơn. Họ chỉ mong muốn đọng lại trong khán giả là thực lực của mình, chứ không phải ồn ào tình cảm. Vì thế cặp đôi tách riêng hoạt động nghệ thuật. Dù tập trung phát triển sự nghiệp, cả hai cũng không quên thỉnh thoảng quan tâm nhau, chia sẻ hình ảnh bên nhau để dập tắt những tin đồn chia tay, thiếu căn cứ. Anh Tú ngày càng trưởng thành trong diễn xuất, có thể đảm nhận được nhiều vai diễn. Tuy nhiên, để trở thành một diễn viên gạo cội, một ca sĩ giỏi, anh cần cố gắng nhiều hơn, chạy song song trên 2 con đường đua, chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng nếu cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Diệu Nhi và anh Tú quen nhau từ năm 2015. Kể từ đó đến nay, cặp đôi luôn kề vai sát cánh và ủng hộ nhau trong mọi hoạt động nghệ thuật. Ngày 21 tháng 8, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi diễn viên anh Tú thông báo kết hôn với Diệu Nhi. Nam diễn viên đã đăng tấm ảnh chụp cùng bạn gái, kèm dòng trạng thái: trên tay Trần Thị Diệu Nhi là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú. Đại diện truyền thông của hai nghệ sĩ cũng lên tiếng xác nhận cặp đôi đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Họ đã gửi thiệp mời tới những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Diệu Nhi và anh Tú quen nhau khi hoạt động chung sân khấu Thế Giới Trẻ năm 2015. Cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm và công khai hẹn hò sau đó. Anh Tú từng chia sẻ điểm ấn tượng ở Diệu Nhi là sự hoạt bát, vui tươi và năng nổ. Trong khi đó, với Diệu Nhi, anh Tú có vẻ ngoài điển trai, nói nhiều và khá công tử, sợ độ cao, tốc độ hay những trò mạo hiểm. Thời điểm năm 2016-2017, anh Tú và Diệu Nhi thường xuyên công khai mối quan hệ lãng mạn của mình trên mạng xã hội. Ở Hoán Đổi Cặp Đôi số 9 năm 2016, Diệu Nhi còn thổ lộ tình cảm với bạn trai kém tuổi ngay trên sóng truyền hình, khiến khán giả phấn khích. Vào đầu năm 2017, trong lúc cùng tham gia hành trình Việt Nam Tươi Đẹp tại ngay chính quê ngoại Phan Thiết của bạn gái, anh Tú cũng đã thể hiện tình yêu với Diệu Nhi bằng cách xếp hình trái tim bằng vỏ dừa xiêm. Trong một chương trình truyền hình khác, khi nhận được câu hỏi mối quan hệ giữa anh và Diệu Nhi như thế nào, anh Tú đã không ngần ngại trả lời là người yêu. Bẵng đi một thời gian, cặp đôi hạn chế nhắc tới chuyện yêu đương. Thời điểm ấy xuất hiện nhiều tin đồn cả hai đã đường ai nấy đi sau hơn 2 năm hẹn hò. Tuy nhiên, đại diện của cả hai nghệ sĩ xác nhận không có chuyện chia tay. Diệu Nhi từng giải thích việc cô và bạn trai hiếm khi nhắc về nhau là do lo sợ công chúng chú ý chuyện đời tư nhiều hơn công việc. Và cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Diệu Nhi mang thai và sinh con cho anh Tú. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng xác nhận vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình các bạn nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.
Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.